trên mặt số đồng hồ là một chức năng có tính thẩm mỹ rất là cao. Để có được cái chức năng thiên văn với hình ảnh mặt trăng trên mặt số không phải là quá khó, nhưng để mà làm đẹp và ấn tượng thì không dễ một chút nào. Trước đây tôi đã lên tay và review khá khá những chiếc đồng hồ có cái chức năng này, trong đó có cả những cái chiếc Omega đời mới nhất. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn chiếc Omega khá là đặc biệt, đã dừng sản xuất mà theo tôi có bộ lịch tuần trăng đẹp nhất trong gia đình Omega. Và đẹp nhất vì sao? Chúng ta hãy tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé. Đây là một chiếc Moonwatch, có thể nói là biểu tượng của Omega Speedmaster và phi hành gia. Nó có liên quan mật thiết với NASA trong những cuộc thám hiểm mặt trăng, vũ trụ hay là ngoài không gian. Tôi sẽ đi nhanh về cái lớp vỏ của chiếc đồng hồ này. Nó là vỏ bằng thép, đây như các bạn đang thấy, vỏ bằng thép được kết hợp cả đánh bóng đây, ở giữa đây, và mài xước ở phần tay càng và phần thân đó. Đường kính chiếc đồng hồ này là 44,25mm, dày 14mm. Nghe chừng có vẻ khá là lớn cổ tay, nhưng không, chiếc đồng hồ này khi lên tay không quá lớn, cơ bản do tay càng vát chém cạnh, khỏe khoắn, tinh tế. Tí nữa tôi sẽ lên tay thử để cho các bạn xem. Bezel phiên bản này, đây chính là bezel của chiếc đồng hồ này, đã được làm bằng gốm, có khắc phòng tachymeter xung quanh. Đây là cái chức năng dùng để đo vận tốc. Dây da của chiếc đồng hồ này là dây da màu đen, vân dây da cá sấu màu đen, các đường vân thì đều rõ và rất là đẹp như các bạn đang thấy. Mặt sau thì có in logo và tên thương hiệu Omega đó, in chỉ. Khóa của chiếc đồng hồ này là khóa gấp, đây như các bạn đang thấy, đây là ấn vào và nó sẽ bật ra đó. Được đánh bóng rất là tỉ mỉ. Đáy chiếc đồng hồ này thì có một cái lớp kính sapphire để cho chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái bộ máy bên trong. Còn ở đây có ghi một số cái thông số nhé, đó là tên và logo thương hiệu này, 100m chống nước này, tương đương với 330 feet này. Ở đây là ghi dòng chữ The First Watch on the Moon, chiếc đồng hồ đầu tiên trên mặt trăng đó. Chúng ta sẽ điểm qua một chút về cái cỗ máy này. Đây chính là cái cỗ máy Omega Caliber 1866, được dựa trên cỗ máy Le Mania 1873. Bộ máy này sử dụng 18 chân kính, tần số dao động là 21.600 nhịp trên 1 giờ và có năng lượng dự trữ là 48 tiếng. Đây là một cỗ máy lên dây mà tôi phải nói là nó mang tính truyền thống rồi của Omega và Le Mania. Rất nhiều chiếc đồng hồ có chức năng chronograph đã sử dụng cỗ máy này đó, và tôi chỉ muốn nói qua cái cỗ về cái cỗ máy này thôi. Và cái điều đặc biệt ấy, thì nó là trên cái mặt số của chiếc đồng hồ này đó, như các bạn đang thấy đây thì chính là kính sapphire lồi lên. Đây như các bạn đang thấy đấy, nó lồi hẳn lên, trông rất là đặc trưng của dòng Omega Speedmaster. Thêm mặt số nền tối nữa, thế nên là nhìn cái mặt số nó rất là sâu. Các bạn có để ý đấy, mặt số này trông rất là lấp lánh đúng không ạ? Rất là đẹp, như một giải thiên hà vậy. Thế là tôi hay đặt tên cho chiếc đồng hồ này, đó chính là chiếc Omega Moonwatch Thiên Hà, vì những cái chấm nhỏ như những vì sao ấy, các bạn thấy mê mẩn cái mặt số đồng hồ này. Nhưng chưa hết, điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này nó đến từ chính cái mặt trăng. À, các bạn có nhìn thấy không, mặt trăng của chiếc đồng hồ này thì được chế tác từ vỏ chai, nhìn cận vào chúng ta thấy rất là lấp lánh, một cái đĩa trăng tôi phải nói là hoàn hảo. Ví dụ như Rolex 50535 Moonface mới nhất cho ra mắt thì cái đĩa trăng nó là mặt thiên thạch, còn cái đĩa trăng này nó là một cái đĩa được chế tác từ vỏ chai.
rất là đẹp. Một điểm nữa chính là cái kim có đầu là hình trăng lưỡi liềm đây, như bạn đang thấy đây, để chỉ ngày đỏ chót, một tông nóng trong tổng thể những cái tông lạnh rất là ấn tượng. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Sau đây thì tôi sẽ chỉnh giờ và thử chức năng chronograph của chiếc đồng hồ này để cho các bạn thấy. Như các bạn đang theo dõi thì kim đếm giờ, kim chronograph đang chạy. Tôi sẽ cho dừng lại bằng cách ấn nút này. Đó. Cái cỗ máy này của Omega ấy, được có một cái ưu điểm là bấm giờ cũng rất là nhẹ. Mặc dù là cái chức năng không sử dụng cái column wheel, tức là bánh xe cột, nhưng bấm rất là nhẹ. Đây, tôi reset. Đó. Nhanh, nhẹ. Khi tôi muốn bấm giờ, đếm giờ thì tôi bấm núm góc 2 giờ. Kim chronograph bắt đầu chạy. Đó, như các bạn đã nhìn thấy đây. Kim dây của đồng hồ là ở vị trí ở đồng hồ góc 9 giờ. Còn đồng hồ góc 3 giờ và 6 giờ là đồng hồ đếm giờ thôi. 30 phút, 12 tiếng. Còn đồng hồ tròn nhỏ góc 12 giờ chính là hiển thị lịch tuần trăng, lịch âm và lịch dương đều hiển thị ở đây hết. Đó. Bây giờ tôi sẽ chỉnh giờ cho các bạn thấy nhé. Đó, rút ra một nấc, chỉnh rồi. Đấy, lên xuống đúng bây giờ. Rồi, ok. Bên thân của chiếc đồng này thì có hai cái nút chọc. Tác dụng của nó, nút chọc ở trên đó chính là chỉnh trăng sao, trăng, và nút chọc ở dưới chính là chỉnh ngày, ngày tức là ngày dương lịch của chúng ta đấy. Đây tôi chọc cho các bạn thấy xem thử nhé. Đó, trăng đang di chuyển sang về phía bên phải. Đó, và đây chọc cái nút dưới thì là ngày. Đó, dịch chuyển. Đó, ngoài ra thì trên mặt số đồng hồ có ghi dòng chữ Speed Master ở góc này và Professional ở tại đây, các bạn có thể thấy. Còn lại những cái chi tiết khác thì tôi cũng đã giới thiệu trong những cái video trước đây, nó không có gì là quá đặc biệt. Và bây giờ tôi sẽ lên tay chiếc đồng hồ này để các bạn có thể ước chừng. Đây, cổ tay tôi thuộc cổ tay dạng tròn, có chu vi là gần 17 cm. Đây, như các bạn đang thấy, tôi đeo lên khá là vừa. Mặc dù chiếc đồng hồ này có một kích cỡ không hề nhỏ, 44,25 mm. Đó, như các bạn thấy đó, rất là hợp, vừa với tay tôi. Tay càng không bị dài quá so với cái bề mặt của cổ tay, thậm chí còn là đẹp đấy. Tôi cảm nhận là chiếc đồng hồ này trên tay tôi được 8 điểm. Đó, nhìn phù hợp. Và giá của chiếc đồng hồ này cũng không hề rẻ, 11.500 USD. Về những cái chiếc moonwatch ấy, thì thực tế là không hiếm, nhưng đối với cái phiên bản moonwatch giả thiên hà đang trên tay tôi đây, hiện giờ đã ngừng sản xuất. Vậy nên cái việc sở hữu một chiếc đồng hồ này không hề đơn giản. Tôi thì có một cái dự đoán, đó là giá chiếc đồng hồ Omega thiên hà trong tương lai sẽ có thể như chiếc Rolex Shock phiên bản kỷ niệm 50 năm với vành bezel màu xanh, cao rất nhiều so với cái giá hãng mà luôn luôn khan hiếm trên thị trường. Đó. Và đây là cũng là cuối video này rồi, thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.